Chị Sa Sa, em tìm thấy quái vật mami chân dài. Sao? Rồi. Nó có cắn em lần nữa không? Như chị có thể thấy và chị không thể nhìn thấy em. Ôi không, nó bỏ chạy rồi kìa. Selena, nhanh lên xuống hồ bơi đi. Quái vật mami chân dài đang ở đó. Ai là quái vật mami chân dài? Mẹ là quái vật mami chân dài sao? Selena, ít nhất thì hãy cho chị thấy một số dấu hiệu của sự sống chứ. Em đã quên là chị không thể nhìn thấy em sao? Em ở đây. Có phải là em lại đang trèo lên cây không thế? Vâng, sao thế ạ? Xuống ngay, nếu không em sẽ bị ngã xuống đất đấy. Bây giờ em không còn sợ bị ngã nữa, em đã trở nên trong suốt như bong bóng xà phòng. Em xuống đây ngay đi, chúng ta cần suy nghĩ về cách tìm quái vật mami chân dài, xem chị đã tìm thấy gì trên mạng này. Những nơi mà quái vật mami chân dài đã tới. Cây hồng 100 năm, lỗ thông hơi, các ống tại công viên nước, bãi biển, hang động, hồ bơi. Thế này, trời đang rất nóng, chúng ta hãy bắt đầu tìm ở đài phun nước đi. Đúng rồi, vậy chúng ta đi thôi, nếu không chúng ta sẽ tụt lại phía sau mất. Sao chị lại cảm thấy người nặng nề thế nhỉ? Như thể chị đang cõng trên vai 30kg vậy. Đó là vì chị đang cõng em trên lưng. Này, có thật là em làm thế không đấy? Hãy đi xuống ngay lập tức. Vâng, được rồi. Thôi mà. Thật đáng ghét. Này, Selena, em đang ở đâu thế? Em ở đây trong cầu trượt. Em đang làm gì ở đó vậy? Em đang tìm quái vật mami chân dài. Tại sao em lại khóc chứ? Em bị mắc kẹt. Em mắc kẹt như thế nào? Bây giờ em không thể biến hình nữa sao? Chị còn đang nghĩ tại sao cầu trượt nước lại không hoạt động ở nhiệt độ này. Hóa ra chính em đã làm nó tắc nghẽn. Được rồi, đừng khóc nữa. Chị biết phải làm như thế nào rồi. Mình cần phải làm cho áp lực lớn hơn. Mình biết tìm em ấy ở đâu bây giờ. Em lại gây rắc rối nữa có phải không? Em bị ngã từ trên cây xuống. Chính chị đã ném em ra khỏi chỗ đó mà. Chị xin lỗi, nhưng chị đã cứu em đấy. Nếu không, em sẽ vẫn ở đó như một đứa trai trong đài phun nước. Chị Sa Sa, em tìm thấy quái vật mami chân dài. Sao? Rồi. Nó có cắn em lần nữa không? Như chị có thể thấy và chị không thể nhìn thấy em. Ôi không, nó bỏ chạy rồi kìa. Được rồi, chúng ta hãy đến hồ bơi đi. Chị đang không hiểu người tàng hình hoạt động như thế nào đấy. Nhìn con bé kìa. Mình thì đang đau đầu cố gắng nghĩ cách giúp nó trở lại bình thường. Còn nó thì lại đang rất vui. Em lên bờ ngay đi. Sẽ tốt hơn nếu chị xuống đây được. Selena, chị quá mệt mỏi với những trò đùa của em rồi. Chị sẽ đi khỏi đây, còn em thì cứ mãi tàng hình như thế nhé. Và chị sẽ nói gì với mẹ đây? Ồ, mẹ đây rồi, mẹ đang gọi chị này. Các con thế nào rồi? Mọi thứ đều ổn ạ. Selena, nhanh lên xuống hồ bơi đi. Quái vật mami chân dài đang ở đây. Ai là quái vật mami chân dài? Mẹ là quái vật mami chân dài sao? Đây, chờ đã. Cậu muốn gì? Cậu đang hỏi tôi đấy à? Em gái tôi đã trở nên tàng hình vì vết cắn của cậu đấy. Vết cắn của tôi sao? Không, đã lâu rồi tôi không cắn ai cả. Có lẽ đây là một trò chơi khăm của ai đó. Trò chơi tuyệt vời thật đấy. Một người thì trở nên vô hình, còn cậu thì đang nói là bị chơi khăm. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Thành thật mà nói, tôi không biết ai đã làm điều đó. Và họ sẽ không tự thú nhận đâu. Người duy nhất có thuốc giải độc cho vết cắn là kẻ đã cắn em gái cậu đấy. Cậu có bao nhiêu đứa con chứ? Không nhiều lắm, chỉ có 20 đứa thôi.
Chúng đây rồi. Vậy là mọi chuyện kết thúc tại đây. Selena, xuống ngay đi. Nếu không xuống em sẽ bị ngã xuống đất và sẽ bị đau đấy. Em chạy đi đâu đây? Đừng nhìn xuống dưới như thế. Nếu không, em sẽ bị ngã xuống dưới đó đấy. Mệt với chị quá đi mất. Mẹ nói rằng em cần phải nghe lời chị. Chị phải chịu trách nhiệm trông em thật cẩn thận. Mẹ đã dặn chị như thế đấy. Chị, em có thể chơi cầu trượt được không? Không được, không được. Chị không muốn em bị ngã đâu đấy. Vậy đấy, chị lúc nào cũng như thế. Selena, em không được làm thế này. Selena, em không được làm thế kia. Chị cần phải từ bỏ công việc của một người chị đi. Bây giờ em muốn được tự chơi một mình. Em muốn chơi một mình. Này, em đi đâu thế? Selena, em đang ở đâu? Selena, đừng giận nữa mà. Ra đây đi nào. Selena. Em ấy đâu rồi nhỉ? Mình thắt cả chị ấy rồi. Đau quá. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Liệu có phải là mình đang trở nên trong suốt không? Ôi, mình chết mất. Mẹ sẽ xé xác mình ra vì không trông Selena cẩn thận. Bông hoa đẹp quá. Thành màu hồng rồi. Bây giờ mình có thể thay đổi màu sắc của mình như một con tắc kè hoa. Bây giờ mình lại có màu xanh. Ừ, chị Sasha, mình phải trêu chị ấy mới được. Selena. Selena. Bông hoa của mình. Tàng hình như thế này thật không thú vị chút nào. Mình không thể lấy đồ chơi. Không ai nhìn thấy mình nữa. Selena. 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 Thật kỳ lạ, không có ai ở đây cả. Em ở đây. Ở đâu? Em ở đâu chứ? Em ở đây, dưới gốc cây. Không có ai dưới gốc cây cả. Chắc là chị sẽ không tin em đâu. Nhưng quái vật mommy chân dài đã cắn em và làm cho em trở nên vô hình. Em lại đang nói dối đấy à? Vậy thì em thử thở vào người chị xem nào. Hả? Chị đoán là em đang nói dối về quái vật mommy chân dài. Em cũng nghĩ như vậy. Ôi, chị chết mất rồi, mẹ đang gọi rồi đây. Chúng ta sẽ nói gì với mẹ đây? Chào con, các con chơi vui chứ? Dạ vâng, chúng con đang chơi rất vui ạ. Selena có ngoan không? Selena rất ngoan ạ, em ấy rất nghe lời con và cũng rất ngoan nữa.
Selena, hãy chỉ cho chị nơi mà quái vật mommy chân dài đã cắn em. Có lẽ nó vẫn còn ở đó. Đi thôi nào. Chị, xa xa, nó đã ở đây này. Ở đây sao? Em hãy ở lại đây, chị sẽ đi kiểm tra. Selena, chị không thấy nó ở đâu cả. Chắc chắn là bây giờ chúng ta không thể nào bắt được nó đâu. Nhưng không sao, chị đã nghĩ ra cách này. Chúng ta sẽ tìm kiếm nơi có nhiều nhện nhất trên hòn đảo này. Thác nước kỳ kít, rừng khỉ. Ui, thật kinh khủng. Chúng ta cần phải đến tất cả những chỗ này hay sao chứ? Ui, chị Sasha thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có rất nhiều cuộc phiêu lưu. Ừ, những cuộc phiêu lưu sẽ rất thú vị. Chúng ta cần phải gọi cho mẹ và bảo mẹ hãy kéo dài kỳ nghỉ thêm một tuần nữa. Mẹ ơi, đây là khách sạn tốt nhất từ trước đến nay. Chúng con muốn ở đây thêm một tuần nữa ạ. Đi mà mẹ. Ừ, mẹ cũng đang có nhiều việc phải làm. Nếu các con có thể tự lo được thì không sao cả. Tất nhiên là chúng con có thể tự lo được rồi. Selena rất ngoan, em ấy rất nghe lời con mà. Ừ, vậy nhé, chào các con. Vâng, con chào mẹ ạ. Mẹ đồng ý rồi đấy. Hurrah!